chung là mình là người miền Tây, mà mỗi lần mà mình về ở thành phố, mình về quê, mình đi trên một cái chuyến phà này nè, rất là nhiều kỷ niệm cả nhà. Bây giờ là hiện tại là Dương đang đi qua bên chỗ Sa Đéc để nhận về những cảm của Nga, thì xin mời tất cả mọi người cùng nhận xem những cái video tiếp theo nha. Đây cả nhà ơi, bây giờ là hiện tại Nhật đang đi qua phà Cao Lãnh để đi về Sa Đéc á cả nhà, để tìm gặp cái gia đình của cô Nga đó mọi người. Đây là phà Cao Lãnh nha. Giờ đang đợi phà xuất phát đi qua bên Sa Đéc. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi chợ Nàng Hai ở đâu ạ? À? Dạ. Đường Ngô Gia Tự nằm ở đâu chú? Hai đường. Bây giờ một là đi đường thẳng, hai là đi đường vòng. Bây giờ đi đường thẳng qua khỏi chùa Long An là bên ta phải là Ngô Gia Tự. À, đi thẳng này nè. Thẳng qua cầu. Thẳng qua cầu tới chùa Phước Huệ. Dạ. Vừa qua chùa Phước Huệ bên ta phải là đường Ngô Gia Tự. Dạ. Cho đằng trước này không phải là Ngô Gia Tự hả chú? Không. Dạ con cảm ơn ạ, cảm ơn chú. Bây giờ Nhật đang đi vô nhà của cô. Chia sẻ với tất cả mọi người là có một cái cô người quen của Nhật ở bên Massachusetts ở bên Mỹ, thì cô có quen với là một cái trường hợp này, thì cô có gửi cho Nhật về để Nhật đang đi vô nhà bên trong để Nhật tìm coi phải nhà của cô Nga không. Trời, lâu lâu Nhật đi về quê đó quý vị, nên là đường đi không có rành, chứ lại bây giờ đi vô trong gặp cô. Nhà đông đây. Hello, Nhật xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay là Nhật đang đi về Sa Đéc, Đồng Tháp. Chia sẻ với mọi người là hôm nay phải nói là Nhật không có dự định đi về Đồng Tháp đâu mọi người. Nhưng mà Nhật nhận được một cái tin tức của người quen á, là người quen của Nhật là họ lúc đó còn bên Việt Nam, rồi cô đi qua bên Mỹ của định cư rồi. Cô ở bang Massachusetts. Thì cô có nhờ Nhật á đi về Cần Thơ ghé ngang Đồng Tháp để mà gặp gỡ một cái người bạn của cô, là một cái người bạn của cô tên là Nga, thì gửi một chút quà cho cô Nga. Và Nhật muốn biết nhà cô Nga như thế nào, thì một chút xíu nữa Nhật sẽ gặp cô Nga và nói chuyện để coi. Nói chung là một cái câu chuyện này nó có một cái mối lương duyên rất là bất ngờ mọi người. Thì Nhật sẽ chia sẻ và gặp gỡ cô nha. Xin mời tất cả mọi người cùng đi với Nhật, đi vào bên trong nhà của cô Nga. Thì bây giờ không có biết là nhà của cô Nga ở đâu, nên bây giờ có nhờ một đứa em ở bên cạnh nhà nó chỉ vô Nhật á. Thì bây giờ đi, mình đi con. Ồ, chó nó sủa quá trời luôn. Cô Nga ơi. Ủa cô Nga hả? Con là người hôm qua liên lạc với cô đó. Hôm qua con gọi cho cô buổi tối đó, cô nhớ không? Có gọi ai gọi đâu. Ủa, hôm qua là con gọi cho cô Nga buổi tối, là con nói là hôm nay con xuống đó, con ở trên Sài Gòn á. Không, Nga nào chứ cô đâu có ai đâu. Ủa, cô Lê Thị Nga? Không, ấy à. Bây giờ ra ngoài tìm thuốc tây ở ngoài á, là cũng có. Ở gần bà Tư bán cà phê không? Ở gần bà Tư bán cà phê không? Gần bà Tư bán cà phê không? Chỉ thì phải gọi để tôi chỉ cho mình đón nhà ông B được phải không? B con trai nha. Rồi, gọi để tôi chỉ cho nó rõ bà, để thôi tôi lấy ra, tôi cũng ra nữa nè. Con cảm ơn cô nha, tại vì con đi lộn đường cô ơi. Ok, dạ vâng. Cũng là nhà cô Nga nhưng mà lộn cô Nga quý vị ơi. Tư đang làm nước cho khách hả?
Trời đất ơi. Con tự ở Sài Gòn con đi lên đây từ lúc 9 giờ á. Không có sao, tại vì cái người mà nhờ con làm giùm một cái chuyện này á là cũng là người quen. Đâu phải không? Phải bên tay đúng không? Dạ, không. Người cô Ánh. Dạ. Cô Ánh, phải không? Dạ đúng rồi. Ơi hay quá, đi vậy là hay dữ lắm mà. Mấy giờ mà tới đây con đi được mấy giờ? Con đi hồi lúc từ 7-8 giờ sáng á. Dạ, tại vì con chạy xe con chạy chậm lắm. Dạ. Dữ lắm, xe con để đây, con lên Mỹ rồi con để xe đây sao? Thành phố hả? Không. Con ở Việt Nam. Con ở Việt Nam. Rồi con qua có qua Mỹ không mà sao con có bển, không có gặp bển phải không? Dạ không, con không có gặp bển. Vậy hả? Dạ. Tại vì con với cô Ánh đó là cô cháu nhau, quen nhau cũng gần 10 năm. Dạ, tại lúc ở bên Việt Nam á, rồi đụng cái cô đi Mỹ. Nên là con cũng không biết sau này cái mới biết cô đi Mỹ rồi cô cháu liên lạc nói chuyện nhau cũng hỏi thăm nhau sức khỏe này kia. Dạ. Cô, con cũng nghe cái câu chuyện của cô, con cũng bất ngờ lắm. Tại vì cô Ánh có kể. Dạ, là cô hả? Hồi xưa là cô quen với chú hả cô? Quen đó, hồi đó lúc mới hai mấy tuổi hà. Dạ. Quen rồi sao, rồi tại sao là không thành, rồi cái ông đi không có vợ khác đó. Rồi mới qua Mỹ, lâu mất, việc tích lâu lắm mà mấy chục năm rồi sao tìm lại gặp chú không biết. Dạ. Cho nên là hôm nay con cũng rồi xong rồi cái, thật ra là con đi về Cần Thơ. Con về Cần Thơ nhưng mà con không có đi đường bên đây. Dạ. Thì xong cái cô Ánh gọi điện cho con nói là trời, cô Ánh gọi điện cho con là hồi xưa là cô với cô Nga với lại chú Châu là có quen biết nhau. Bây giờ nghe nói là cô Nga cũng hơi khó khăn. Khổ lắm nha, khó khăn. Dạ hả cô? Cái nhà này là bán rồi. Cha mẹ chết lâu rồi, cái thằng em dâu nó bệnh nằm. Ai tính ra nó chết năm ngoái nữa, thằng 4-5 năm, 5-6 năm lận. Dạ. Bán nhà này cũng lôi nó không hết rồi, tới cái dịch tới đó. Dịch tới mà ở nhà không làm ăn được. Cái tới thằng em nó bệnh, vừa hết dịch là thằng em nó bệnh, nó không phải bệnh gì. Nó đột quỵ cái là sáng chiều nó chết rồi. Dạ. Là năm nay là giáp năm nữa rồi đó. Thì gia đình nó không còn ai. Tư cô bán nhà này thì phải gì bển ở đậu bển á. Cũng khó khăn lắm. Rồi cái không có làm ăn gì được, rồi dịch tới cái nó khổ gì đâu. Đâu có đi ra đường được đâu. Dạ. Mấy tháng trời ở trong nhà không. Như tiền thì cũng hết. Rồi xong rồi nó chết nó nữa. Con bán gì bây giờ nó ế dữ lắm, bán không có được. À, mướn nhà bán bậy bạ cho ông để sống, sáng thì người ta gửi xe đó. Dạ. Đi ta gửi đồ rồi đó. Sống thì mình bán bậy bạ hỏi sáng gì đi. Bây giờ người ta ra bán nhóc hết trơn, mình bán một sáng bữa cũng không có nhậm gì hết trơn, đủ trả tiền nhà. Nhà ngày có 100 ngàn, tháng 3 triệu bạc á. Mướn lại nhà ngày tháng 3 triệu bạc. Cái nhà lúc thứ tư á, ra ha, nhà đất của trên, người ta mới lợp lại cho mình ở. Nhưng là nhà này là của hồi xưa là của Tư rồi, Tư bán lại cho người ta rồi. Rồi mình thuê lại. Thuê lại đó, dạ. Mấy năm nay rồi. Rồi bây giờ mình cho những người bạn hàng họ gửi những cái đồ bán buôn bán. À. Dạ. Bán người 5 ngàn, 3 ngàn, 5 một món đồ là một chỗ để là 5 ngàn. Năm nay là Tư bao nhiêu? Năm nay là Tư bao nhiêu Tết tuổi? Tết rồi là Tết Tây là 82 rồi đó, 82 tuổi rồi. Dạ. Còn ông Châu năm nay ổng 83 rồi. Công nhận hai người. Sao mà cô với chú liên lạc nhau được vậy? Trời ơi, tội nghiệp ổng lắm. Mấy năm về trước hen, mấy chục năm rồi đó. Đâu có gặp nhau, ổng đi Mỹ thì biết, ổng đi Mỹ thôi không biết. Cái ngày đó tới nay, cách nay là cũng 4-5 năm. Ổng đi tập thể dục hay gì đó, ổng gặp cái người ở Việt Nam đây qua nè. Ổng mới lân la là ổng hỏi cái người đó ở đâu. Ổng mới ở Sa Đéc. Ổng hỏi, ổng mới hỏi biết cái cô Nga không có quán cà phê nghệ sĩ. Tại đó quán cà phê nghệ sĩ đó. Dạ. Cái ông nói, tôi uống cà phê nhà quan nghệ sĩ hoài. Nói bây giờ cho số điện thoại của cô đi. Ổng liên lạc. Rồi sao mà hay thiệt tình chứ. Rồi cái về, mới về, cái ổng đâu có biết điện thoại của Tư. Về nói với cả cháu quán cà phê đó. Cái vợ thí nó mới cho số điện thoại của Tư. Nó điện qua cho ổng. Ổng mới liên lạc được, ổng mới liên lạc được. Cũng cho tiền được mấy lần đó. Tự nhiên ra không biết làm sao mất. Liên lạc luôn. Dạ. Là ổng làm mất số điện thoại, còn Tư đâu biết số điện thoại đâu. Dạ. Mất luôn, tới bây giờ tự nhiên cái ổng biểu nhỏ cháu ở thành phố á. Bây giờ con phải đi xuống con tìm cô Nga.
Vậy nên nó cũng khổ lắm. Cái nó đi xuống mà tội nghiệp ơi, nó phải đi cổ bên nó đi tìm, nó tìm cái số nhà sao nó lấy thấy cái số nhà 64-1 ở đây nè, nó tìm mấy chỗ. Mới vô nó hỏi thầy đây nhà cô Nga không? Dạ. Nó mấy cách đây cũng nửa tháng rồi nha. Cái nhỏ này ở đây nó không biết cái tôi làm đây nè, nó ở đây nè, cô Nga đây nè. Mới vô nó mừng hết biết, trời ơi. Cậu con cứ đi tìm cô mà con đi tìm biết là đi vô chỗ rồi. Dạ, hiện tại là cô Nga ở đây với ai? Mình, nhưng mà tối thì cô ở đây. Dạ tối không ở đây không? Rồi ban ngày cô nghe ở đâu? Về đây 3 giờ đi qua đây về bán cà phê bị bạn nó sống rồi. Nuôi mấy đứa cháu rồi. Hai cha mẹ nó chết hết còn hai đứa còn hôm mình nói chuyện với con lại thằng lớn. Nó đi bốc giác. Mà dạ. Tết nhất con bốc giác được đâu. Bây giờ gạo không có. Phần bữa hổm nó té nó gãy 3-4 lớp xương nha. Cô nghe là thứ tư hả? Thứ tư. Dạ. Thằng trong già nó là thứ bảy á. Dạ. Ừ, như có nhiêu bao nhiêu nghèo khổ không ở gia đình gì đâu vậy. Anh em mình nào cũng nghèo thấy bà luôn rồi sống về sống với nó tạm sống mà nó chết rồi phải lo con nhỏ gái như nhá anh em mà cù à bị tử cung gì đó. Dạ. Chưa có trị được nữa chồng chết đi khổ chết thì tình à, giờ hiện sao? Tại là Tư cũng ở mình với hai người cháu thôi. Đó. Rồi chị đó, cái chị hồi nãy đây là ai tự? Nó này nè, nhỏ dạ. Này nó kia tiếp, bữa ca dùng chứ ngồi đâu có nổi, đi dạ. Đi vậy chứ ngồi vô cẳng về đi được. Chứ rồi không nổi, sáng tự té cái thằng. Đi ra đem bên dưới còn nữa, em cứ rất là ta té ngay. Đi này yếu đó, đi chắc là té. Coi như Từ với chú Châu cũng hồi xưa là cũng quen biết nhau, có duyên mà không có nợ ha. Đúng, dạ. Đi mà không nhớ Tư hoài sao không biết nữa. Chứ Tư bây giờ nó mới được năm không có nhớ gì ai nữa đâu. Dạ. Gia đình thì lo cho gia đình khổ không chết luôn rồi. Tao đâu có nhớ ổng mà. Nó ngay mà ổng tìm lại cũng ngay thiệt tình nha. Cái tội nghiệp. Bây giờ nghe nói ổng có bệnh dữ lắm nha. Dạ chú cũng nghe nói cũng bệnh đó chú cô. Tại bệnh cũng lớn tuổi mà cô. Dạ. Vì cái còn cái cô mà cô Ánh á. Cái cô Ánh đó là hồi xưa ở Việt Nam là cũng làm bên nghệ thuật. Con cũng làm bên nghệ thuật. Rồi cô cháu con có mời cô Ánh đi quay show diễn này kia cô. Rồi sau này cái cô đi Mỹ cái con cũng không biết luôn. Sau này cái cô nhìn Facebook của con hoặc là cô nhìn những cái hình ảnh con đăng lên cái cô liên lạc với con thì con mới sửng sốt là con không biết là cô đi Mỹ. Yeah. À, dạ. Thì lúc đó cô đi thì cũng không có hay. Giờ cũng 4 năm rồi. Dạ, đi, dạ. Đi từ sáng rồi đâu có khát dữ mà có ăn không? Dạ không, con có cái bình nước để em lát uống. Uống đi con, nước dạ. Trà nè, không gì đâu, chứ không. Dạ dạ dạ. Không có sợ gì, đừng sợ, giờ hết bệnh giờ còn thì nó không mỗi lần sợ muốn chết luôn giờ. Không ai mang khẩu trang cũng thấy, không sao. Dạ. Thì xong đó cái cô Ánh có gọi điện cho con. Nói nhờ con về đây để tặng cho Tư một cái phần quà. Đó, thì mới biết là hai ông bà hồi xưa quen biết nhau. Và cô Ánh đó cũng nói cũng thương, rất là thương Tư. Và kêu bà cô Nga đó. Yeah. Không có gặp mặt cho nghe cái cảnh cô thì cổ thương làm hãy rồi. Yeah. Nó khổ dữ lắm mà nó nghe gì ăn châu nghe gì ông thấy tội nghiệp đó ông gửi tiền về vậy chứ thấy ông bệnh cũng khổ cũng chết luôn làm ăn gì được hết trơn. Dạ đúng rồi cô, tại vì cô biết không mình nói Việt Kiều cho nó sang trọng với thật ra Việt Kiều bệnh làm cực lắm, cực hơn mình đó khổ nữa thì yeah. Cái tội nghiệp ông mà vậy ổng gửi tiền Tư thì Tư cũng thấy cầm tiền mà thấy cũng tội nghiệp ổng quá chừng đi. Mình làm ăn ở đây khổ nhưng mà lấy lết qua ngày cũng được, còn vẫn có làm gì đâu, nếu mà về hưu rồi có làm gì được đâu. Dạ đúng rồi. Hai ông bà thì nói chung là cũng ở trong một cái dạng là nhà mà nhà chung tập thể á. Dạ thì hai ông thấy ghê gớm vậy, nhà nhỏ lại Tư thôi. Rồi. Không mà nhìn Tư đẹp mà. Lo nhìn lo riết rồi còn khổ gì đâu. Ông nhìn Tư đẹp chứ. Đẹp. Già 80 không, tuổi mà đẹp mà phúc hậu á chứ. Nhìn ổng sợ tôi luôn, thiệt tình hồi đó nó khác một trời một vực. Nhìn ổng nhí giống vậy chứ. Dạ, đó thì con cũng là một cái người kết có nghĩa là một cái người đi mang cái phần quà đó đến giùm cho Tư thôi chứ cũng không có gì hết. Thì cô Ánh rất là quen với con. Dạ. Ông quán cà phê ở chợ lần hai là ta biết ai cũng biết Tư chứ. Dạ. Nói cô Nga mấy chục năm gì trước đâu ai biết đâu con. Ông không biết hết trơn á. Thì con nói không có xong thôi tiền hồi cái đó thôi. Thì hôm nay á con cũng là một cái duyên tình cờ thôi để con nói với cô. Thì sắp tới con làm thiện nguyện ở dưới Cần Thơ á. Rồi con làm thiện nguyện với Cần Thơ cho nên đợt này
ở Sài Gòn con về để con đi tặng những cái phiếu cho bà con. Cho nên là sẵn tiện con chạy xe máy về thì con tặng qua bên Đồng Tháp Sa Đéc này. Để con gặp Tư. Thì cô Ánh có kêu cho con gửi cho Tư là 4,5 triệu. Dạ. Thật ra là vì con cũng không có biết là Tư như nào làm sao, ai ngờ xuống đây còn khổ hơn nữa. Xuống đây khổ quá hả? Xuống đây thấy Tư ở trong cái nhà này thấy đường ghê. Ừ, cái nhà này ha, không chứ đâu không lợp á. Từ dỗ từ trước lại sao? Chỗ nằm này nhà cái chỗ này xe nè. Dạ. Rồi cái từ dỗ người đó nó còn đỡ một chút. Nó không có dỗ. Cái nhà bển nhỏ xíu mà. Nhà của anh mà ở thằng em mà nó chết rồi ở với đứa cháu thì thằng Nguyệt nó khổ lắm. Thôi cũng nói là Tư cũng buồn. Nói chung là tại Tư biết sao không? Mình tại vì mình nghe cái từ Việt Kiều bên Mỹ á, là mọi người cứ nghĩ là Việt Kiều họ làm có tiền, đúng là họ làm có tiền thiệt, nhưng mà cái sinh hoạt của họ ở bên đó nó khác cao với mình lắm. Dạ, đời sống bển nó cao lắm, nên khi cái đồng tiền bên bển mà gửi về Việt Nam thì nó nhiều, đối với bản thân mình là người Việt Nam nhiều lắm Tư, nên là khổ cực chứ người ta biết chứ nhận biết. Cô có biết không, con xin lỗi tại vì con nói cái điều này chứ thể là cô Ánh nghe, mà cô Ánh sẽ hơi hơi giận con chút xíu. Tại vì sáng sớm á, 4 giờ mấy 5 giờ thức dậy nấu cơm bỏ lên xe đi làm để mang theo ăn, ngày nào mà làm không kịp á là có nghĩa là sợ trễ giờ mà lên trên xe vừa lái xe mà vừa ăn cơm để đi làm kiếm tiền. Cho nên là tại vì cái đời sống bển nó cao nên cuộc sống nó kiếm tiền nó cũng dễ, nhưng mà khi mà tiền nó gửi về Việt Nam thì nó nhiều, mọi người cũng được xây sở này kia. Con thì con cũng chưa có biết rành về Tư, nhưng mà con nhìn Tư rất là phúc hậu mà dễ thương, không có lẽ là con nói thiệt. Nên là thôi con cũng nhân viên là gặp nhau rồi con trao giùm cho Tư một cái phần quà của cô Ánh chú Châu gửi cho Tư. Cảm ơn. Nè, 1 triệu, dạ, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, là 4,5 triệu nha. Này của con dư của con. Dạ đó thì Tư dành dụm để dành cái số tiền này mua đồ Tết hay là Tết nè. Dạ, để mua Tết, đồ lặt vặt ở trong nhà rồi. Khi mà cần xài. Tôi biết đồng tiền quý gì lắm đâu, đây là nó quý mà bẩn hết trơn, thấy cảnh bẩn khổ. Hôm năm nữa bẩn lên rồi. Nhờ con không về tới đây Tết về đây cũng không có tiền bạc gì đâu, em út cũng không vô cắt nợ chứ, đâu tiền mấy chó. Dạ. Sống nhờ con. Con đi làm gì, làm móng, làm cái gì đó. Làm neo. Neo cái gì. Dạ. Có đâu có dư giả đâu mà tới Tết về đây rồi tôi thấy hai ông bà cũng vậy, không bình dân cái gì. Yeah. Chỉ đem về mấy cái chai dầu gió gì đâu, chứ em mấy cục xà bông không có cái gì chứ, bị khổ lắm bởi vậy đó. Rồi giờ về đây biểu không, anh về sắp đây không được, sao vậy sắp đây còn khổ nữa, kệ là bởi cho nó nuôi đi. Là Tư có nhà cửa không hay là mình đang ở nhà thuê? Ở này là thuê, nhưng mà về ở mấy đứa cháu đó là có nhà. Là cháu ở chung với cháu ngày hai đứa là cha mẹ nó chết rồi mà ở đó trước dịch tới bây giờ luôn đó con. Dạ. Rồi cái nó chết luôn, đùng vợ chết trước, bán nhà lo cho nó một tùm lum hết chân tiền luôn. Coi như là bây giờ Tư không có nhà riêng mà Tư ở chung với cháu thôi. Ừ, ở đậu cái nhà đậu nhà đó đó. Dạ. Rồi cái nhà vô cái hẻm này năm sáu chục thước. Dạ. Rồi cái bà luôn. Nói giờ mình nửa đêm nữa thôi mình đi qua đây, trời ơi. Người Tư bán cà phê này ngày mình lời được nhiêu, có lời không? Lời được vài chục lời, không? Cũng trăm mấy gì con biết. Dạ. Không, lớp nào lo cho nó ăn. Sáng ăn sáng rồi mua đồ về, chiều nấu cơm cho nó ăn, cho nó ăn nấu cơm nó ăn. Ủa nhưng mà hai người cháu nhiêu tuổi rồi Tư? Trời ơi, đứa nào cũng có con hết trơn, không có làm ăn gì được hết trơn. Nhỏ con gái đó, này già nhỏ mà có đứa con. Có thằng trai cũng 2 tuổi mấy mà nó bị bệnh đó. Nó đâu có làm ăn được, con nó không có rước ra được. Thành ra tối ngày con ở nhà ở thăm không hà. Hồi đó nó chưa có chồng con thì nó bán cà phê cho người ta. Dạ. Bây giờ nó không có bán được mà nổi đi bán, bỏ thằng này cho ai? Tư đâu có giữ nổi. Rồi thôi mình giữ đi. Coi như ở nhà là giữ cháu mà. Rồi sao không? Ví dụ như cháu nó cháu Cốc hả? Cháu là con của nó là cháu Cốc của Tư. À, kêu bà cô. Là cháu Cốc rồi. Tại ngoại nó cũng mới mất con ngoái đó. Nói con đó cảnh tao về tao ở đậu nhà nó rồi nó chết luôn á. Giờ không để tao rước tao đi. Tao đi đâu? Thôi tao ở đại đó đi. Tối đi về đó, khuya qua đây bán nghỉ bạ. Tại mình bán cái đà này bán lâu lắm, mấy chục năm rồi. Bán nhà, bán hồi đó bán cà phê mấy chục năm rồi. Bây giờ cũng còn ở lây lất bán nghỉ bạ, cái mối cũng còn chút rỉnh dắt sáng vậy đó. Chứ rồi nếu mà không bán này không biết sống bằng cách nào nữa, thiệt tình á. Gia đình thì nó khổ, còn mình sống bây giờ sống với ai? Yeah. Cũng ráng lây lất mà chịu chứ làm sao vậy.
Thôi thì con cảm ơn Tư nha, hôm nay con chào cho Tư rồi. Thì cô Ánh ơi, hôm nay là con đã gặp được cô Tư, là cô Lê Thị Nga phải không Tư? Liên, nói Liên. Liên, hàng con tưởng là cô Ánh nhắn nhầm cho con. Con cứ nói, ủa sao tự nhiên tên Liên, ủa cô là người là họ Liên là sao Tư? Họ Liên này họ có tàu hồi đó, ông Tóc, ông đi qua bên nhà, ông chạy giặt ở bên tàu, ông bên đâu rồi, ông bỏ người ta đặt tên cho ông chú, ông trốn giặt đó. Dạ. Rồi người ta mới để đặt họ cho ông luôn. À, chứ hồi đó là ông là hậu đồng mà, giàu. Dạ. Ở đây sợ bị giấy giết đi qua Túc đâu bệnh, rồi người ta đặt họ, họ đó họ tàu, mình đâu có họ đó đâu. Là họ Liên Thị Nga đó. Tới bây giờ luôn đó. Ờ, vậy là con tưởng là cô Ánh nhắn sai cho con. Ừ. Cô Ánh ơi, thì bây giờ con đã gặp được cô Liên Thị Nga, tức là cô thứ tư, thì con đã trao cái tiền cho cô Tư là 4,5 triệu nha cô Ánh. Thì con mong là cô Ánh xem được video này sẽ biết được cuộc sống hiện tại của cô Nga cũng như là chú Châu, sẽ biết được người tình người tình hồi xưa nha, có duyên mà không có nợ. Để nữa tôi cho hình cho con đem cho ông tắm đây của ổng. Dạ không, tại vì có thể là con sẽ chụp hình, con sẽ chụp lại rồi con gửi cho cô chú coi. Dạ ừ. Chứ gửi đi thì nó cũng hơi khó lắm cô. Hình của ổng á hả? Dạ. Yeah. Thì thôi thì vậy hả Tư, vậy anh chúc Tư năm mới nhiều sức khỏe nha. Yeah. Có được cái số tiền này thì để dành xài cho bản thân mình nhiều hơn nha. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, yeah. Làm gì làm chứ. Tết nay có tiền xịt đó. Dạ, yeah. Làm gì làm chứ, mấy người cháu cũng lớn hết trơn rồi, cũng phải tự lo thôi chứ không lẽ bắt bà già đi làm mà lo hoài. Dạ thôi, mà lâu lâu cái gì thì cũng phải lo tiếp. Dạ. Chứ giờ bỏ nó cũng khẳng đành, tại mình thiếu nợ thì sao. Bỏ rồi thì lo một phần nữa thôi chứ mình già mình lớn tuổi rồi mình phải lo cho bản thân mình nhiều hơn chứ. Dạ. Bây giờ Tư làm cho con ly cà phê đi. Không uống chả đường. Thôi chả lá đường nó ngọt quá, Tư làm đi con ly cà phê đi. Thì đắng hay gì con? Dạ đắng đi. Đây là cái quầy pha chế của cô Tư. Dạ. Không sao, ở quê mà Tư. Dạ. Ngày mình bán được nhiêu ly Tư? Vậy hả? Ít đường thôi nha Tư, con ít đường thôi nha Tư. Một ly như vậy là bao nhiêu tiền Tư? 8,000 ha. Ở quê là vậy đó quý vị. À, cây nhà lá vườn. Ở đây là Tư hay bán cho chợ hả Tư? Dạ. Yeah. Bán thì đem ra ngoài, mối có đó, chắc chắn đi đem ra ngoài. Đó thì chúc Tư năm mới nhiều sức khỏe nha, bình an nha, có sức khỏe thì làm được tất cả mọi thứ. Dạ. Rồi đi con hỏi chị làm sao với Tư? À chị làm hả? Dạ. Làm ngày được nhiêu Tư chị? Có 30 ngàn. Chị ngày 30 ngàn hả? Không có, làm cái gì nó Tư á, đâu có 30. Còn lại đằng kia 150. Coi như là phụ giúp bà Tư phải không? Trời ơi, chị này cũng tốt lắm quý vị. Thấy bà già cả có một mình lên phụ ngày lấy 30, có một buổi gì lấy 30. Dạ. Yeah. Chị tên gì? Nga, cũng tên Nga. Ủa chị Nga luôn hả? À. Nãy bước vô em tưởng là chị con của Tư không chứ? Dạ. Yeah. Thôi chị, kệ đi giúp bà già đi chị. Con mình bà làm mà bà rồng ránh hết cả gia đình cũng thấy thương. Chị biết cô Nga này lâu chưa? Lâu rồi, tại vì làm bà cũng lâu rồi. Dạ. Mấy năm rồi. Ủa mấy cái này nè, mà thí dụ con cháu ở nhà rảnh nó cũng ra phụ Tư được chưa Tư? Dạ, nó có qua nên nó là tiếp Tư thấy. Chị rửa tao nó không làm được gì cho nên thôi, nó không để người ta tiếp rồi. Rửa rái nó về con cái nó khóc ra tao đi chịu nó được. Chị nói thôi. Nó qua, nãy nó đó. À vậy cũng có qua phụ chút đỉnh nó ha. Qua về, nó về. Dạ. Con cái. Con thằng con 2 tuổi lắm. Dạ. Tư ở trong đó là nhà của ai Tư? Trong đó là của ai? Nhà Tư tới đó đó. Thế đâu? Chỗ nào đâu Tư chỉ dắt con đó, ơi. Tư dắt đó. Là trong đây hả Tư? À là đồ đạc của Tư trong đây hả? À ông xã Tư hồi xưa phải không? 1 năm 12 năm rồi. Dạ. Dạ
ăn, bởi sắp đi thì ra không có sửa sạn gì chứ, bán nhà trên đây chị nói gì ta đuổi mình dọn đi. Dạ, sao đó, nhà. Vàng sao là của Tư luôn. Coi như là dạ, như là mình ở đỡ thôi, rồi nữa ai mà người ta lấy nhà lại mình dọn. Nhà cái cầu gì cầu tiêu hả Tư? Trời ơi. Cầu nó hẹp lên tới đây nó chảy rồi đó. Thấy nó khổ lắm. Ở đây giờ mũi không à Tư ơi nha. Bởi tối thì nó ngủ đây. Dơ dái với phần đem trống lỏng cái dơ dữ lắm con, mấy phần lớn tuổi rồi. Dạ nó đúng rồi. Nó ngủ đây về nghe nói cháu có gì ngủ. Khi nó có gì nó tiếp mình đỡ. Chiều là mấy người cháu Tư qua rước Tư về hả? Dạ qua nó rước về Tư đẩy mình lại trong này ngủ lên. Dạ. Hai thì mình nằm ngủ đây được, còn em thì bây giờ ở như đâu có đây. Tư được mấy người con? Có con đứa mà chết rồi. Có nóng. Chỉ là giờ là coi như là một thân một mình là chiến binh đó phải không? Dạ, có mình thì làm nhớ để dành tiền, có sức khỏe này kia cái nọ, chứ mình lo nhiều thứ quá mà ai cũng lớn hết trơn rồi thì đến khi mà mình cần tiền để mình xử lý nhiều công việc thì nó cũng khó khăn. Dạ. Dạ dạ dạ. Thôi con chào Tư nha, có gì Tư làm đi rồi con chào Tư cũng về nha. Có chứ. Dạ.